Ôi, hello, nay đi học sớm vậy? Người thằng nào đấy? Không nhớ nó tên gì luôn á. Mà mặt thằng này chắc chắn là hợp với tên Thịnh. Mày kể kêu đại. À, lâu ngày khỏe không Thịnh? Mày bị điên à? Thịnh nào á, tao Huy mà. Ê, tao nhớ mày là Huy mà lâu ngày tao không gặp nên tao chọc mày chơi á. Còn Thịnh ba mày đúng không? A few moments later. Ủa, khứa đó tên gì mày? Mày quen quen ta? À, Tú. À, Tú. Thầy hiệu trưởng. Ê, ê, Tú đợi. Lâu quá không gặp. Trời ơi, dịch nhà 4 tháng đâu không không? Trời, mặt dài dữ rồi ba. Ủa, sao đợi vậy? Ê, nhớ ai không? Tao nè, Lân Chi nè. Trời ơi, nổi tiếng khắp trường mà. Với bạn kiếm điểm đi. À, dạ, dạ, dạ. Cho em ngồi. Đứng dậy. Dám kêu thầy là Tú đợi. Em gửi thầy. Bữa nào tới gọi em thầy. Trời. Tụi em chép công thức trên bảng cho cô. Chết. Này thầy sao ta? Gì lắm. Trời, trời ơi, Lân ơi, em không biết cầm viết luôn hả? Tay tôi cứng quá, đi không được nè. Con chị em đi. Đây, con chị cho rồi đó. Cứng quá, cứng quá. Lê. Lê. Đây là não tôi, đây là kiến thức của tôi. Một chữ là thầy. Nữ chữa hóa tiên bên bờ vũ trụ. À mẹ. Vocabulary check. Beautiful. Computer. Bad. Supermatic. Computer. I give you one more chance. Okay. Tell me the alphabet. A, B, C. Oh yeah. A, B, C. D, E, F. Fuck up in the night. Can't believe. Nửa năm rồi á, các em mới gặp lại nhau. Chắc là quên hết mặt nhau rồi đúng không? Bây giờ từng bạn sẽ lên đây giới thiệu bản thân cho cô. Em này trước đi. Dạ, mình tin tự giới thiệu tên mình nè. Cô giỡn cho em lại. Dạ, cô các bạn, em tên là Lân Chi. Em là con trai cả trong nhà nên mọi người thường gọi em là Yo bro. Trời, đi học mấy tháng, nghỉ học mấy tháng, viết chữ đẹp chứ. Trời, 4 tháng giờ còn cái động trò. Nhìn bây giờ cái động mướn. Lân, em có muốn nói to cho cả lớp nghe luôn không? Dạ không cô, nên em mới nói thầm với nó nè. Sau 4 tháng, sao mấy đứa này nó ngoan vậy ta? Không có đứa nào nhớ tài liệu luôn. Kỳ này canh thi là khỏe nè. A few moments later. Alo mày hả? Tao đang canh thi. Mà sao nó không ngoan lắm? Cái nói chuyện. Ờ, mày sao? Mình chồng mày nó sao? Gì ghê vậy? Nó không còn chứ? À, nó đi học rồi hả? Ừ, quên rồi. Thôi, thế thôi nha. Ừ. Nhớ nhớ ngoài nhớ. Ê, lúc đầu khỏe không bro? Khỏe trời, mày không thấy gì hả? 4 tháng mập như heo nè. Trời ơi, ăn gì hay gì bro? Hủ đó. Baby you don't know me. Ủa mày lần nào sao lạ quắc kìa? Hắn nhìn ra tao hả? À, mày lần nào biết? Ôi, giỡn hoài mày là. Ủa, tưởng mày chung lớp tao chứ? Tao cũng tưởng mày chung lớp. Yo bro. Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau khóc, gặp nhau không muốn chào.
Hello, bọn cục cơ muốn công việc giùm tao ấy. Ôi, mày tự mượn đi ngại lắm. Gì đâu ngại mà, bạn bè trong lớp mà. Thì mùa dịch á, tao có hơi cô đơn nên là tao cũng có cua nó. Xong giờ tao gót nó, giờ nhìn mặt kỳ lắm, không được. Vậy đâu, mày qua con Phương mượn giùm tao đi. Ê, không ấy mày, mày ra căng tin mày mua cục gơm chứ tao lỡ tán hết gái nữa mà. Hồi nghỉ học lâu quá rồi, giờ đi học lại tưởng có gì vui chứ mày. Chứ tao thấy mọi thứ nó bình thường, không có gì thú vị hết. Đâu, tao cũng thấy vui mà. Vui đâu mà vui. Hồi nhỏ đi học á, gặp bạn bè lại thì thấy vui. Hồi nhỏ á, gặp bạn bè thì vui. Còn lớn á, tao gặp cô tao cũng vui. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho mình nhé.